lại thích cái màu đen, những cái bọc đen như vậy anh? Có người phút mặt nó hành một cái phần có người phút mặt phút mày với phần mình để bọc cái nhỏ này nè. Cái này thì cũng kêu đanh không à, đanh nhưng mà có cái cuốn nhỏ ha. Dạ, còn ở đây ở giữa thì có cái chiều dài. Dạ nặng dữ lắm. Trời ơi, nó nặng ra nè. Nó nặng dữ lắm. Không. Trời ơi. Theo như đó là khoảng cái chừng 200kg cho lên á. Dạ, nó lặng. Trời ơi, có những anh trước cái gì mà quá trời nặng luôn hả? Một phần quần áo rồi không à, nồi chết chứ. Mến chào quý bà con, cô bác, anh chị em. Thì hành trình mình đi ở quốc lộ 80 tại huyện Lấp Vò, Đồng Tháp. Thì có phát hiện ra một anh hay một chú gì đó chạy xe đạp, có bộ tóc rất là dài và xe đạp thì chở những cái bọc ni lông rất là nhiều và đầy xe luôn rồi, đang kỉnh hết trơn luôn rồi. Rất là độc lạ. Mình qua mình trò chuyện tìm hiểu. Ôi ôi, xe đạp rồi kìa, chở đầy bọc. Dạ, chào anh. Cho em trò chuyện chút xíu được không anh? Dạ. Trời ơi, nguyên một chiếc xe đầy bọc luôn rồi kìa. Dường như cái anh này là Cao Hớn mình đã từng gặp ở bên huyện Phú Tân, tỉnh An Giang hồi khoảng nửa năm về trước. Sao hôm nay thấy ảnh chạy xe đạp qua đây rồi? Và dường như là cũng là rất là khó tiếp xúc với ảnh. Và đó, dường như mình có ghé một lần mình hỏi thăm ảnh, ảnh không chịu nói chuyện và ảnh bỏ đi. Ở chiếc xe thôi nè quý bà con cô bác ơi, quá trời chở nhiều đồ luôn, hộp không đồ phê chai và có máy cách máy tóc đanh rất là ngộ. Anh ơi, có nhận mì gói với gạo không em gửi chợ viên? Dạ anh tắp vô trong mát này đi anh. Dạ anh tắp vô trong mát này đi, em gửi trao cho anh. Anh chở được không? Dạ. Nhà anh ở đâu? Ơi, Châu Đốc. Châu Đốc hả? Trời ơi, Châu Đốc qua tới bên đây luôn. Dạ, em gửi cho anh một cái thùng mì với bịch gạo của bà con cô bác quà gửi cho mùa dịch này anh. Cho em hỏi thăm về chút xíu chiếc xe của anh, sao anh chở đầy bọc nhóc hết trơn hả? Đi gạch giá bán giấy số. À. Chở đồ theo ngủ theo xài. Là mấy cái bọc đen này là đồ. Ôi sao quá trời nhiều bọc đen luôn rồi. Rồi cái này. Thấy gì kỳ không coi nè. Và hiện tại thấy anh cũng có. Trời ơi chiếc xe coi nè. Trời ơi. Rồi bây giờ trong mùa dịch nghỉ bán vé số rồi, bây giờ anh trả cái này là phế liệu hay sao? Đi về xứ. Ủa về xứ ở Gạch Giá, anh chạy hướng này về xe đét mà. Xe đét. Có nhà quen ở xứ Hòa Hảo đi tắt đường này. Dạ. Có thể anh trò chuyện với em chút xíu được không? Em xin phép mình đi vô mát mình trò chuyện chút xíu được không? Tại nghỉ mệt chút xíu đi anh ha. Dạ. Dạ. Con lấy cái mít ra con. Dạ. Rồi ở chiếc xe của anh là chở rất là nhiều bọc đen và nhiều đồ dụng cụ phế thải. Cái bọc đen mới luôn, cái mấy bọc đen mới này là anh mua hay sao? Anh bỏ cái đó vô đi cho nó gọn. Mới cái bọc mà. Anh sử dụng bọc mới không nè. Bọc mua không à. Từ lâu bán giấy số Gạch Giá. Cái này là cái bị bán giấy số cũ của anh. Bây giờ bị chặn dịch cúm nên ta nghỉ bỏ giấy số rồi đi về. Dạ. Mấy đi. Cái này cái đồ mũ lò, mấy bình mũ mà. Rồi thêm cái bao gạo nặng nữa rồi anh chở hết nổi không? Hết nổi, giờ chở đồ nặng quen rồi. Dạ. Trời ơi, rồi anh buộc ở đây nó lòng thòng vậy luôn đó hả? Có cần gì giúp em giúp tiếp cho? Được. Ôi. Rồi hiện tại bây giờ anh còn tiền để xài không? Cũng khổ ha. Dạ chút xíu để em gửi cho anh ít tiền nữa. Dạ, tính đi về xứ Hòa Hảo có người quen ở đó luôn. Anh Đạo Hòa Hảo hả? Anh tu ăn chay hay gì? Không có, ăn ăn ăn
ăn mặn mà có nhà quen ở đó, tính đi về xứ đó đi đi mua đồ ngủ bán đi. Dạ. Về đó mình mượn xe người ta chạy. Dạ. Ờ, còn nuôi bà mẹ già, còn nuôi bà mẹ già nữa. Trời ơi, anh em có chồng có vợ chưa? Còn một mình tôi chưa có vợ, còn bà mẹ già 70 mấy gần 80 tuổi. Dạ. Ở nhà. Cái này thời dịch bệnh anh có khẩu trang không? Có đầy đủ hết chứ. À, có gì mình đeo khẩu trang vô. Trời ơi, rồi để chồng trên đây nặng không? Mì thì treo ở đây. Dạ. Rồi cái này thì để gạo ở đây trên đầu. Anh lũ khủ vậy nè, anh còn chạy xe được không? Được. Được ha. Trời. Dạ. Ơi. Đồ chống dịch bệnh đồ không? À, cái đồ chống. Ô, cái kiến kìa. Quá lịch sự luôn. Chống quy gút. Rồi anh còn khẩu trang không? Chút xíu em đưa khẩu trang cho có, anh. Có rồi khẩu ha. Trang, có. Đi bán vé số mình chạch đâu có được, mấy ông chính quyền ông bắt chết. Khẩu trang có đây. À có luôn. Dạ dạ vậy vô mát đi, cái em trò chuyện với anh chút xíu nha. Dạ. Dạ vô đây nè. Trời ơi, cái mái tóc đanh của anh kìa. Tóc thiệt chứ không phải tóc giả. Dạ dạ cho em quay cái mái tóc cái. Trời ơi. Cuộn mà đây là mái tóc đanh. À, đanh quắn tới đây là mấy tóc đanh này hồi đó giờ rồi anh vẫn như gì, là có bị cắt rụng hay gì không anh? Không, nó tự ơn vậy vậy à. Dạ. Trời ơi thấy. Dạ mình vô đây chút xíu á anh. Anh năm nay nhiêu tuổi rồi? 44 tuổi rồi. Dạ 44, lớn hơn cha hả con? Tối hay gì? Sáng không? Anh 44 là lớn hơn em 2 tuổi. Là anh đi bán vé số với đi nhặt phế liệu như thế này là bao năm rồi anh? Ờ, bán vé số không mà bán đầu xài thì một mền quần áo đem theo ngủ bây giờ đem về. Thế đâu có lần. Thế đâu là anh ngủ ở đó. Dạ. Rồi em thấy cái xe anh như vậy đó, rồi anh có đồ mà để đem ra ngoài đem mình ngủ không? Có đầy đủ. Có luôn. Dạ. Một mền quần áo giỏng rồi có đầy đủ. Quần áo giỏng đầy đủ hết. Dạ. Oh. Rồi cơm thì mình ăn cơm tiệm hay sao? Nấu ăn ra đi bán theo chợ thì ăn cơm tiệm. Dạ. Còn bán theo thôn quê thì mình nấu ăn. Trời ơi, nhà anh tuốt trên Châu Đốc mà anh chạy chiếc xe này xuống đây rồi xa trong cái mùa dịch này nữa, rồi anh đâu có đi về bến được. Nó. Dạ. Cấm rồi. Nó cấm rồi cho nó cấm phà đi ngang sông hả? À. Tính đi về xứ Hòa Hảo. Dạ. Nhà đó có nhà quen mình hỏi mượn xe ra đi mua đồ. Dạ. Anh ăn tương hay anh mặn anh? Đụng tương ăn tương, đụng mặn ăn mặn, ở nhà thì ăn tương. Dạ. Đi đâu mà nói ăn mặn. Rồi anh đi gì nè, rồi nghe giảng không? Em gửi cho anh cái máy nghe giảng nha. Dạ cảm ơn. Hiện tại là anh vẫn đi làm kiếm tiền về nuôi mẹ. Dạ. À, cũng có mấy anh em khác mà mấy anh em khác không có lo được cho mẹ, anh phải đi kiếm lo. Dạ, nó là anh em nghèo không à, nếu có người ta nghèo. Cũng giúp. Ờ, người ta cũng chạy. Dạ. Tới cho luôn, anh em có chồng có vợ ở gần. Con lấy cái máy nghe giảng ra đi con. Để gửi cho anh. Cái máy này mình nghe được 20 tiếng đồng hồ. Dạ. Nhưng mà mình sạc là trong 8 tiếng mình nghe được 20 tiếng. Như khi nào hết pin thì có thể anh tắp một cái nhà ai quán ai anh. Dạ. Anh nhờ sạc đỡ pin ha. Còn mình ở nhà thì dễ sạc pin rồi. Miễn có tiền rồi cho xin chút đỉnh thì cảm ơn. Dạ dạ đâu. Rồi em sẽ gửi. Đẹp anh họ tên gì? Dạ, tôi họ Phan Văn Lâm. Phan Văn Lâm, địa chỉ của chính xác của anh đó anh? À, ở xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Dạ. Rồi cái nút này nút mở nè. Dạ. Nút mở nút mở lên là tự hát nè anh. Rồi bên đây lớn nhỏ rồi đó, mình xài chừng nào hết pin thôi. Đó. Đó, rồi mình tắt rồi. Rồi, gửi vô cái bọc. Dạ. Dạ, cảm ơn. Rồi, cái bọc đâu? Con để vô cái bọc đưa cho, để cái này vô cái bọc rồi, luôn. Được rồi, bọc tôi có à. Có. Vậy là anh cái bọc vàng chắc không chịu để đâu, để bọc đen không phải không? Dạ. À, sẵn cái này cho em hỏi coi. Là cái tại sao anh lại thích cái màu đen, những cái bọc đen như vậy anh? Có người phúc mặt đâu hành. Một cái phần có người khuất mặt khuất mày. Ờ, với phần mình để bọc đen đó nó
Còn nhiều khi mình bán vé số rồi nọ vô chợ rồi con nít nó không có lấy được, lúc trước có để bọc xanh bọc trắng rồi. Dạ con rất là hay. Thứ nhất là cái bọc đen là có người phước mại theo để kêu anh để bọc đen như vậy. Chỉ phòng để bọc mấy bọc này gì cái nó con nít dần thấy nó là dạ cái điều thứ hai nó rất là hay là anh không muốn để bọc này là anh treo thì con nít nó thấy nó sẽ lấy. Nó thở để bọc đen đâu để bọc đen nó không có thấy. Thấy đen à, hay quá. Dạ anh ơi. Thì thấy anh chia sẻ hoàn cảnh thì cũng khó khăn thôi, em xin gửi anh 500.000 của anh chị Diệu Âm ở bên Mỹ, gửi quỹ cho em xin trích ra để em gửi cho anh có chút ít tiền để có gì về quê lo ha. Dạ. Còn nuôi bà mẹ già chứ. Dạ, còn nuôi bà già. Dạ. Bởi vì đi đâu mình nổ rồi. Chú ơi, cho con hỏi là tại sao chú không cắt tóc mà chú lại để tóc như vậy á? Có người phước mặt theo hành, người ta không cho cắt, lúc trước cũng tính cắt một lần cái bị bệnh. Mình đâu cả màu bữa à, đi không nổi gian giái mới có hết. Lúc đó là năm bao lâu rồi anh? Cách đây khoảng 4-5 năm nay. Dạ, là lúc đó anh mới cắt tóc một lần là bị hành. Không, chính mình vừa tính cắt thôi là bị bệnh. À, mới tính cắt thôi là bị hành rồi. Thôi ơi, đúng rồi. Tại con không rành, con không hiểu là những người mà có tóc đanh như gì, giống như là có một cái người nào đó theo hay gì đó cắt tóc không có được. Tại chú từng quay phim những cái cô chú ông bà lão lớn tuổi mà tóc đanh rất là dài không nào cắt được. Cắt bị bệnh. Giống như có một người theo anh vậy đó phải không? Cái này chú mở tóc ra cho con coi lại không chú? Đây quay ra mặt trước nè. Để em quay ra. Rồi tóc quăng hai bên thì có những cái hai cái quăng, gọi cái mình gọi bên đây là cái gì anh? Cái quăng nhỏ này nè. Cái này thì cũng kêu đanh không à. À đanh nhưng mà có cái cuốn nhỏ ha. Dạ, đanh lớn. Còn ở đây ở giữa thì có cái chiều dài. Dạ. Dạ đó, xưa giờ là dài ngang đây thôi chứ nó không có dài hơn nữa hả anh? Dạ. Cái này cũng như có người phúc mặt theo hành, nó làm để mình tin gì đâu có, mình ráng làm tốt, đừng có làm bậy. Mình làm tốt cũng chết, mình làm bậy cũng chết, mà mình làm tốt sao nó thảnh thơi. Ủa cái tay con thấy chú bị gì vậy chú? Bị té xe. Chạy bán vé số giấc chiều cái trời mưa gió mạnh quá nó lật chiếc xe cái nó té lát cái tay. Dạ. Bây giờ cái xe của anh mà thêm cái bao gạo của mày nữa lên rất là nặng luôn. Vậy mà anh có thể chạy được nữa hả? Chạy được, chạy nặng nó quen. Đâu anh rồi anh ngồi ở vị trí nào? Cái này là cái yên hả? Cái này cái yên. Trời ơi, cái cần cổ gì mà sao anh còn lái được hay hả? Đem đồ theo đầy đủ để sửa xe. Có đem đồ đầy đủ luôn. Mấy này là để bắt câm. Cái này là bắt câm. Anh hay nha. Kẹt nhiều khi mình chạy bán theo mấy cái thôn quê này, nó không có sợ nó hư ba. Dạ. Bất tử á, bởi đem đồ theo đầy đủ hết. Đi bán kẹt còn bố mẹ già đi bán ngày đây mai đó rồi. Nhiều khi có đi Hồng Ngự, có Tân Châu, có. Dạ. Đi bán vô đường Lộ Tẻ, đi vô Chi Tôn có. Dạ. Lúc trước là em có thấy anh một lần ở huyện Phú Tân ngay chợ Phú Mỹ phải không anh? Có một lần em chạy ngay em thấy anh, lúc đó anh đang chạy xe đạp gì đó. Em tính cũng trò chuyện hỏi thăm anh để giúp đỡ, nhưng mà lúc đó anh nói thôi đợi đi bán vé số thôi, em cũng không có trò chuyện với anh được, em cũng đi luôn. Cũng may mắn lần này gặp anh thì em cũng giúp cho anh được chút ít quà ha. Bây giờ tính đảo về Phú Tân nữa. Về Phú Tân. Nhưng mà hiện tại bây giờ là Đồng Tháp là đang cái vùng cách ly dịch, qua bên An Giang lại rất là khó. Sợ anh về bển không được. Tính về bển. Anh cho phép em thử chiếc xe anh coi nó cái độ nó nặng nó bao nhiêu ha anh. Em dắt thử coi. Em dắt thử coi nó nặng không. Không biết. Trời ơi, nó nặng dữ lắm. Trời ơi, nó nặng ra nè. Nó nặng dữ lắm. Không. Trời ơi. Theo như em đoán là khoảng cái chừng 200 kg cho lên á. Nó lặp. Trời ơi, có những anh trước cái gì mà quá trời nặng luôn hả? Mùng mền, quần áo luôn không à, nồi chết chiếu quá. Mùng mền, chiếu gói trong đây dưới đây hết luôn. Hèn chi. Mình dở cái cần cổ lên, mình tính đẩy tới bà con cô bác, nhưng mà rất là nặng luôn, mình đẩy muốn không nổi á. Thì chiếc xe mình theo cảm giác mình dự đoán cũng cỡ 200 kg cho lên chứ không có dưới đâu.
Rồi thôi thôi xin đi, mưa tới lấy. Dạ dạ chỉ mưa rồi thôi, em chúc anh nhiều sức khỏe nha. Gắn giữ gìn sức khỏe trong mùa dịch này và kiếm tiền về nuôi mẹ nha. Cảm ơn anh đã chia sẻ về cuộc sống của anh hồi nãy giờ cho mấy em được biết và cô bác được nghe được. Chúc anh nhiều sức khỏe. Tính chỉ mưa rồi mua đồ mũ đi về xíu Phú Tân lại. Dạ. Đi về đó có chỗ quen hỏi mượn xe đi. Dạ. Rồi trời cũng chuyển mưa quá mưa rồi, sợ mình đứng đây hồi mưa mình chịu không kịp. Câu Hớn xin tạm dừng clip tại đây. Cảm ơn quý bà con cô bác anh chị em Mạnh Thường Quân luôn đồng hành cùng Cao Hớn đến những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chào tạm biệt quý bà con cô bác ạ. Một phần cảm ơn cũng giúp cho tôi hết 500.000 tôi thành thật. Dạ dạ.